Hi, xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita và phân nước hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn về một trong những nhà nước hoa mà mình cực kỳ yêu thích và mình sưu tập khá là nhiều. Đó chính là nhà nước hoa Tom Ford. Thì Tom Ford là một nhà nước hoa rất là nổi tiếng, nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa có đơn vị phân phối chính thức. Phía sau mình đây là một số những chai Tom Ford mà mình yêu thích và mình mua, mình sưu tầm. Thì nói đến nhà Tom Ford này thì ngoài các chai nước hoa dễ bắt gặp thì mình xin giới thiệu với các bạn có một cái bộ sưu tập gọi là bộ sưu tập Private Blend. Thì so với những chai nước hoa khác thì cái dòng Private Blend là những chai nước hoa cực kỳ hiếm, khó mua và chất lượng mùi hương thì được cả giới chơi nước hoa lẫn người dùng bên ngoài đánh giá rất là cao. Thì đây, Private Blend là những cái chai nước hoa mà nó có thiết kế giống như các bạn đang nhìn thấy ở phía sau lưng mình. Và hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu với các bạn một số những chai trong cái bộ Private Blend này mà mình cực kỳ yêu thích luôn. Đó chính là chai nước hoa đầu tiên mình xin giới thiệu đối với các bạn, đó chính là chai nước hoa màu xanh da trời đây. Đây là một trong những chai nước hoa mình yêu thích nhất của nhà Tom Ford thuộc bộ Private Blend. Thì các bạn thấy là cái thiết kế của nó khá là đẹp nè. Cái chai nước hoa này nó có tên là Neroli Fortofino. Nếu mà bạn có tham khảo các tạp chí thời trang, mình có quan tâm đến nước hoa, và nếu mà bạn có biết đến nhà thiết kế Thái Công thì hẳn là các bạn cũng từng nghe ảnh giới thiệu qua cái chai nước hoa này rồi. Đây là một trong những chai nước hoa chủ điểm hoa trắng, neroli và cam chanh làm rất là đẹp. Và theo mình thì đây là một cái mùi hương rất là phù hợp để dùng trong cái thời tiết Sài Gòn. Khi mà mình xịt đó thì mình lập tức mình cảm thấy cái vẻ tươi mát liền luôn. Mình cảm thấy cái mùi hương của chai này trên da mình thì nó đậm cái mùi hoa bưởi. Mới xịt xong nó cảm giác giống như là mình đổ một cái rổ hoa bưởi lên người mình vậy ha. Cái mùi hương rất là thanh mát, rất là dễ chịu và rất là thơm luôn. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của chai nước hoa này chính là độ bám tỏa nó khá là kém. Do đó thì ngoài Audible Perfume thì hãng có ra thêm một cái chai nữa, nó tên là Neroli Fortofino luôn, nhưng mà nó là bản Forte. Thì cái bản Forte này nó gia tăng cái độ bám tỏa lên cho cái chai nước hoa này rất là nhiều. Đây là một trong những chai nước hoa thuộc nhà Tom Ford trong bộ sưu tập Private Blend mà mình cực kỳ yêu thích ha, Neroli Fortofino. Ngoài chai Neroli này thì hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn thêm vài chai nữa của nhà Tom Ford mà mình cũng rất là thích và mình nghĩ là nó đáng được mọi người biết đến nhiều hơn. Chai nước hoa thứ hai của nhà Tom Ford này chính là chai Eau de Soleil Blanc. Ở phía sau lưng mình thì nó sẽ có màu trắng ha. Đây là chai Eau de Soleil Blanc mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn. Thì chai Eau de Soleil Blanc của mình là bản Eau de Toilette, nó sẽ là màu trắng đục. Còn hãng thì có một cái bản Eau de Parfume nữa, nó màu trắng chứ nó không có trắng mờ như vậy ha, nó là màu trắng trắng tinh luôn á. Đây là chai Eau de Soleil Blanc ha. Cái chai Eau de Soleil Blanc này chủ đạo của nó là mùi hoa huệ và dừa, được làm rất là vừa tay. Mình cảm giác nó giống như là mình đang ở trên một bãi biển ha, không gian cực kỳ mát mẻ xung quanh, lộng gió, mình đang uống một ly cocktail và nằm dài trên bãi biển. Thì chai Eau de Soleil Blanc này khiến cho mình lập tức liên tưởng tới cái khung cảnh đó rồi. Đây là một trong những chai nước hoa mà mình đánh giá là rất là phù hợp dành cho các bạn nữ. Mùi hương vừa nữ tính, vừa sang trọng và rất là vừa phải luôn, quyến rũ, vừa phải ngây thơ, vừa phải và cực kỳ nữ tính nha các bạn nha. Đây chai Eau de Soleil Blanc. Chai nước hoa thứ ba của nhà Tom Ford mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn cũng là một chai chủ điểm hoa trắng, đó chính là chai Jasmine Rub. Đây, chai Jasmine Rub của mình ở đâu? Đây. Nếu mà các bạn có quan sát kỹ hơn một chút thì chai nước hoa này nó màu đỏ hơn các bạn ha. Nó màu đỏ nâu rất là đẹp. Rose trên cái tên của nó chính là màu đỏ. Jasmine Rose là hoa nhài màu đỏ. Đây là một trong những chai nước hoa chủ điểm hoa trắng. Ở đây là hoa Jasmine là hoa nhài. Mùi hương của chai Jasmine Rose này mình đánh giá là một trong những mùi hoa nhài đẹp và hay nhất. Cái mùi nhài trong này khiến mình liên tưởng đến một cái người phụ nữ mà quyến rũ nè, trưởng thành, một cô gái rất là thanh lịch, rất là sang trọng ha, mặc một bộ váy màu trắng. Thì mình nghĩ là cái mùi hương này lập tức là mình liên tưởng đến một cô gái giống như vậy. Cái mùi hoa trắng trong Jasmine Rose này nó không giống với lại bất kỳ mùi hoa trắng nào mình từng ngửi hết. Nó khá là quyến rũ, đúng style của nhà Tom Ford luôn, tức là phi giới tính, nó rất là hấp dẫn theo cái kiểu mà mình khó mà mình lý giải được. Nếu mà bạn có yêu thích các chai nước hoa nhóm hoa trắng
trắng, ví dụ như Pussy Bloom, Đồ Sơn, Felix 41 của Le Labo, thì theo mình thấy là Jasmine Rose là một trong những chán hoa thuộc khía cạnh khác của Jasmine mà mình rất là nên thử luôn. Ngoài ra thì để mà sưu tập thì một trong những chai nước hoa mà có thiết kế như thế này, dung tích nhỏ, cầm vừa tay và rất là đẹp và xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập của mình ha. Ok, đây là ba chai nước hoa mà mình yêu thích nhất của nhà Tom Ford mình muốn giới thiệu đến với các bạn ngày hôm nay. Ngoài ra thì Tom Ford thuộc bộ sưu tập Private Blend còn rất là nhiều chai hay, ví dụ như là chai Jasmine, chai Lost Cherry sau lưng mình ha, một số những chai nước hoa của nam như Tobacco Vanille, Tuscan Leather hay là Noi de Noi đều là những chai nước hoa rất là hay. Và mình đánh giá là Tom Ford là một trong những nhà làm nước hoa có thể nói là ngang ngửa đối với các nhà nick khác. Nếu mà mình có yêu thích nước hoa nick mà thì mình có thể thử qua nhà Tom Ford thuộc cái dòng Private Blend này ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình.